Tôi yêu em đến nay chừng có thể. Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai. Nhưng không để em bận lòng thêm nữa, hay hồn em phải cợt bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ken. Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm, cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em. Dạ, cứ như thế này mãi thì thích nhở? Như thế này là như thế nào cơ? Là chuyện chúng mình cứ ngọt như đường ý. Thì tình bạn chúng mình vẫn ngọt như đường đúng không? Chẳng lẽ cậu cứ muốn làm bạn thân của tớ như thế mãi à? Tớ có biết phải đi bây giờ. Cậu cứ tập trung vào việc vẽ của mình đi nhá. Cho tớ đi cùng có được không? Để mọi chuyện đi quá sai thì
tớ thể hiện tình cảm với người tớ thích, có gì là sai? Tại sao cậu không tập trung vào việc vẽ của mình mà cứ mộng mơ yêu đương thế nhở? Mộng mơ yêu đương thì có gì là sai à? Sao cậu cứ nhắc mãi đến chuyện vẽ vời thế? Bố tớ còn chỉ nói mày muốn làm gì thì làm, đừng làm ảnh hưởng đến gia đình. Thì sao cậu có quyền? Tôi yêu em đến nay chừng có thể, ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai. Nhưng không để em bận lòng thêm nữa, hay hồn em phải cợt bóng u hoài. Tôi yêu em âm thầm không hy vọng, lúc rụt rè khi hậm hực lòng ken. Tôi yêu em yêu chân thành đằm thắm. Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em.